Alo, chào cả nhà nha. Đầu video thì Hai Lúa gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn, anh chị em, cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video của Hai Lúa. Chúc một ngày tốt đẹp, thành công nhất nha. Thì hôm nay là ngày thứ 87 cả nhà. Hai Lúa tiếp tục hành trình đi bộ siêu việt từ Nam ra Bắc, hút đinh và lượm dây chai của mình. Lúa đang tháo cái đồ hút đinh ra. Nãy Lúa dân dọng bên tối chứ, dân dọng bên đây. Mới vừa cuốn sắp xếp gọn gàng lên xe hết rồi cả nhà. Giờ tháo đồ hút đinh ra nữa rồi đi thôi. Còn dính ba sợi dừa. Cái này là do nó cả cái dính sợi dừa cái rồi nó hít ba cái sắt lên nó kẹp vô dính vô. Đây con dít cả nhà. Đinh nè. Rồi cái đinh chà bá luôn nè. Tối này mưa cả nhà. Mưa đường chùm nhẹp ngoài đó. Mưa kiểu mà bay hoài cả nhà, cả đêm luôn á. Sương thôi, mưa nhỏ thôi chứ không phải là lớn. Hơi mưa hoài vậy đó. Tháo ra đi thôi cả nhà. Đây mới vừa tháo xuống đi cả nhà, được bao nhiêu đây? Cái này nữa đổ vô nữa chắc được cả ký cả nhà. Hết bình ga cả nhà. Ở đây bơm ga không có, hổm gà hay lúa hổ cũng không có ga nữa. Rồi hổm gà mấy bình ga hay lúa bán bỏ luôn. Rồi mua bình ga mới xài đó nha. Chứ giờ không có, đây không có bơm ga. Một bình mới thì có chỗ bán 22.000, chỗ bán 25.000. 25.000 một bình. Cục lại rồi đi thôi đó. Lộ cách này cách quá trời, thôi kệ đi. Gán đi. Lúa còn có một miếng đỏ nữa thôi. Là hết rồi. Lộ bả lử luôn. Đường ướt chùm nhẹp cả nhà ơi. Đoạn này hôm không có đèn đường. Đèn đường đâu có chừng 100m à. Cái lộ lại đây cái hết đèn đường. Đằng trước thì có đèn đường lại rồi đó. Ở đây là Diễn Châu, Nghệ An. Quá trời sương mù luôn cả nhà. Mịt mù hết chưa. Đi mà sương nó bay rớt xuống trên mái tóc vậy cả nhà. Nghe lạnh. Uống cà phê cả nhà. Lúa mời cả nhà cùng dùng cà phê với Hai Lúa nha. Bữa nay hết đá rồi cả nhà. Uống cà phê nóng. Sáng nào cũng pha có cà phê gì chứ. Đi dài uống gì đó. Mấy bữa rồi còn buổi sáng còn đá. Bữa nay hết trơn rồi. Chưa khai trương lượm được chai nào hết cả nhà.
sáng ngày khá là vắng vẻ cả nhà. Ở đây là khóm 10, Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An. Trung tâm này vắng vẻ. Ở đây có tiệm ve chai nè cả nhà. Cũng khá là to. Động này thẳng quăng cả nhà. Cách khoảng 200m là dòm không thấy xe nữa đó. Sương mù. Khúc này đông đông rồi nè cả nhà. Quán xá rồi cũng có người uống cà phê ăn sáng rồi nè. Nãy khúc kia vắng quê à. Mặt đường càng ngày càng ướt cả nhà. Không bay bay miết à. Càng ngày bay bay càng lớn. Còn ướt hết nè. Kiến không thấy đường. Tiếp tục vô trung tâm nữa cả nhà. Ở đây là Diễn Thành, Diễn Châu, của Nghệ An. Tối thì cái bán trung tâm ngoài đầu kia. Ở vô đây thêm một bảng nữa. Giờ tới 8 giờ cả nhà. 8 giờ mà không có lượm được dây chai gì hết. Sáng giờ hai lúa đi lượm được có 2 chai à. Ba chai gì đó. Còn 2 tiếng hồ à. Quá trời vắng luôn cả nhà. Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An. Rồi giữa trung tâm đây cả nhà.
đây cửa hàng buôn bán thì rất là nhiều luôn. Người ăn với người mua thì không thấy, thấy buôn bán không à. Quán xá vẫn que à. Biển cầu Diễn Thành như ra khỏi trung tâm rồi cả nhà, chưa thấy cái bảng để nhưng ngoài này thưa rồi, hồ nước chảy quá trời cũng cuộn luôn rồi. Ngoài kia hình như là cống ngăn nước mặn hay gì đó. Nước chảy cuồn cuộn dữ không? Mép bên đây đồng trống rồi cả nhà. Đường với chờ còn chèm nhẹp mà. Bên ngoài xe lớn thì nó khô khô gáo gáo rồi. Chút nữa tháo cả nhà. 1 phút nó 9 giờ rồi. Sáng giờ trong trung tâm hay lúa lấy mì gói ăn cả nhà. Ăn sáng mì gói rồi. Bây giờ dài không có gì chai lụm xé con mì ra nhai 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 miết. Uống cà phê. Ở đây là Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Nè cả nhà, ghé vô đây tháo bút đinh ra, sáng giờ mới được tháo đây. Bên trong vẫn còn ướt nhẹp mà. Trời ơi, nó mắc kẹt luôn rồi. Đường ướt thì nó
chỉ dính ba cái kẽm sắt rồi bụi bự thôi, còn ba cái li ti thì nó không có hít lên được. Dạng như mấy cái đinh, cái vít đồ nó to to đó thì nó sẽ hít lên. Đinh đâu hết. Con này còn dính à. Con là loại TT nên là đâm thủng hết xăm. Đúng rồi, cái này là ba cái kẽm nè. Đấy là bằng ô tô, đánh ô tô rất là. Dạ. Mà tụi toàn đi loại đó hết, xe máy. Dạ đúng rồi. Nó mà đâm vô khó chịu lắm, có khi không biết đường luôn á. Giờ để ngồi đi luôn rồi. Chút hạ cũng hết xuống, anh hết lên hết trần. Ồ cái tầm năng nước mặt đó à. Dạ cuộc lại tiếp tục đi thôi cả nhà. Tiếp tục đi rồi cả nhà. Còn chú cũng chạy thấy hai lúa gỡ đinh chạy hỏi thăm. Sáng giờ lụm được có mấy chai. Đây là cầu diễn thủy cả nha. Qua trời nước nó chảy kìa. Xả cống nó chảy cả nha. Hết sức nước chảy. Cái nhà xây hết sức đẹp cả nha. Không có tài. Dạ thôi được rồi. Làm giống cái nhà vua chúa ở quá. Hết sức phần chán. Tới giờ mà đường vẫn chưa khô cả nha. Bên trong vẫn ướt nhẹp rồi. Và đoạn này đang bị nghiêng vô trong nữa, nghiêng về bên phải nữa. Mà cũng không khô nổi. Cầu vùng bên đó chắc cái trụ cầu cũ quá. Rồi sông này nó xanh chành nè, xanh chành kiểu xanh cong cong. Đường
đường nó còn ướt nhầy 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 hoài, khó chịu lắm cả nhà. Tới giờ hai lúa chưa đổ nón, chưa mặc áo khoác nữa mà rất là hầm, rất là nóng. Cái cua hai xe đua nhau ghê, xe nào cũng muốn vượt mặt hết. Đang đẩy đi thì có ông anh chạy xe máy ngang, cái nó hỏi ăn gì không, có để anh mua bánh mì cho, cái chạy đi mua bánh mì cả nhà, chưa kịp nói gì luôn, kêu lúa đứng đây đợi cả nhà. Bên kia là ủy ban nhân dân xã Diễn Kỷ. Anh tặng cho hai lúa ha, hai ổ bánh mì. Cảm ơn anh rất nhiều. Đây. Rồi. Đây. Dạ dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ dạ. Tiếp tục đi cả nhà. Chưa kịp nói gì luôn, chạy mua hai ổn mì cho hai lúa. Thật quá quý cả nhà. Trường tiểu học Diễn Kỷ. Như chuẩn bị ra đồng trống hay gì á. Thấy trống trống. Giờ cũng 10 giờ 15 rồi. Hết trung tâm cả nhà. Bản trước. Gác 16 cây. Đây nguyên cánh đồng ngô nữa. Ngô bắp. Đậu phộng nữa. Con này gáo gáo đỡ nè cả nhà. Tới giờ 10 giờ mấy rồi mà đường vẫn chưa khô nổi mà. Mình chi dưới cái sắt nghe kéo rột rột nãy giờ. Giờ cũng 10 giờ mấy rồi cho nên thôi không ăn bánh mì cả nha. Để đây đó. Để ăn chập nữa rồi ăn cơm. Bánh mì để có gì chiều tối tối rồi đói ăn cả nha. Đoạn này mấy bên trái đang làm đường cả nha, sửa chữa lại. Xe đang chạy có một bên đường rồi. Bên còng như xe khách bự bự tới rồi. Sát sát quên. Bóp đèn cái muốn thủng cái lỗ tai.
quá trời dơ. Vừa đẩy ra khỏi cái đoạn đường sửa chữa cả nhà. Lúc đường đó nãy đi khảo sát mấy ông xe công không. Này là Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Tráng mà dập lép cũng tròn luôn. Diễn Hồng, Diễn Châu. Có diễn viên không biết. Phía trước chuẩn bị vô trung tâm rồi cả nhà. Có bảng trước rồi. Đoạn này khô gáo gáo rồi nè cả nhà. Trung tâm Diễn Hồng thấy cũng vắng vẻ cả nhà. Tháo hút đinh ra cả nhà. Như chỗ này trống trống này, kéo xe lên đây ăn cơm ăn trưa. Bây giờ cũng 11 giờ mấy rồi cả nhà, 1 giờ 29 phút rồi. Không biết nhiều ít chứ này nữa, tháo luôn đây. Xem nào. Đầu này có đinh nè cả nhà. 2 cây. 3 cây. 4 cây. Đinh công vòng à. Mới vừa tháo xuống đây cả nhà. Trời ba cái kẽm. Dít rất là nhiều cả nhà, nhỏ nhỏ rồi nè.
cái đinh mà sấy tròn luôn. Hai tay mới làm mới được cả nhà, đổ vô mới được. Lúa lấy cơm gan cả nhà, đây còn cơm với cái này đu đủ với cá đây cả nhà, hai ổ bị thì còn đây, bánh nó còn hợp đây cả nhà. Lúa mời cả nhà dùng cơm nha, lúa nha. Gác máy xuống ăn được rồi. Rồi cả nhà dùng cơm hay lúa nha. Ở đây sát lộ luôn cả nhà nên rất là ồn. Ăn xong rồi kiếm kiếm chỗ để sạc điện thoại cả nhà, chứ sạc còn sạc dự phòng. Hết pin rồi. Hồi sáng giờ nó nạp vô được có 3% pin rồi. 3-4% pin rồi. Tiếp tục xuất phát cả nhà. Lượm được mấy cái ống nhựa nữa, xe chạy bị bể nữa. Mười hai giờ năm phút. Dưới có bạn hết trung tâm rồi. Cầu lồi Diễn Hồng, Diễn Châu, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Cây này cây gì mà bông quá trời bông cả nha, bông màu trắng này. Bên trong là bông giấy rồi, có cái màu tím là bông giấy nè, còn cái này là bông cây bông gì đây cả nhà. Nguyên cả cái cây bông không. Bị ra khoảng trống luôn cả nhà. Rồi đây thấy núi nữa rồi. Khu vực
cắm đủ gác mà toàn thấy gác không. Cái trái này gan cả nhà, trái này hôm qua ông anh ở trên cây cầu cũng cho đây, kêu trái gì quên tên mất rồi cả nhà ơi. Quên tên trái này rồi. Để lột lột qua ăn thử cả nhà. Hồi lúa chưa ăn nữa, chưa bao giờ ăn trái này luôn. Mới vừa lột ra xong đây cả nhà. Trời ơi. Cái này có nước ăn trời nắng nóng á. Chứ trời này mà ăn là không ngon. Trời nắng nóng á, ăn mới ngon. Cái chua. Học vào bá. Ồ. Cất cất cất, không ăn. Chua quá. Này để bữa nào mà trời nắng nóng á cả nhà. Ăn. Trời nắng nóng ăn mới ngon. Con kéo nguyên cục mây đen thui à. 12 giờ ba mấy à. Cái đó trời có muối nữa. Hồi lúa cũng có cái hũ muối chấm nữa. Bữa nào mà nắng gắt gắt nóng nóng đem ra chấm ăn cái mới đã. Mà chảy nước. Mấy trái này mà cho mấy chị bầu ăn là sướng lắm á. Chua tê tái luôn. Sáu con. Bữa nay trời trời không khỏi mưa. Đoạn này có để băng tông, bản tấm heo nè, rửa xe nè. Đoạn này là Diễn Yến, Diễn Châu. Bên đường là nhà ga cả nhà. Ga Yến Lý.
mưa núp được nè. Nhà xưởng cho thuê. Mấy chỗ nào có để bản cho thuê là không có đặt camera, còn mấy chỗ nào mà không có để cho thuê là có đặt camera hết à. Tại camera của người ta đặt có lộ mà báo trộm á, khi mà hai lúa mà lũ vô mà tấp vô nghỉ ngơi á, không thấy không để ý cái nào cái camera nó báo trộm lên, cái chủ nhà người ta thấy người ta la. Còn đường xịt trơn cả nha, sáng giờ lụm, từ sáng sớm giờ lụm không nhiêu dây chai. Ở ngoài đây rất là ít dây chai. Nãy giờ để không để ý mà có đường ra kế bên cả nha. Ra sát bên luôn mà không để ý, không thấy. Quá trời dài. Trước có cầu vượt ngang lộ à. Tàu này chở người đó cả nha. Tàu sướng ra, thấy ngồi chảnh ăn cơm nữa. Ngã ba Yên Lý à, phía trước là ngã ba Yên Lý à. Đây là ngã ba Yên Lý đây cả nhà. Qua đó lên trên dốc cầu cả nha, đi đường trên cây cầu cũng được đó. Rồi 5 giây tờ đèn đỏ luôn. Đường trên cây cầu đi gần hơn đó. Đình cả nhà. Thấy nó dính nhóc trơn rồi. Trời quá trời luôn rồi. Đoạn này nhiều đinh nè.
chảo chổi ra ngoài luôn nè. Nè, nè. Một giờ 23 tiếng gửi hồ nhưng tiếng gửi rồi. Đường khô ráo cái là dính nhóc liền thấy không? Quá trời hầm cái nhà nó đổ mồ hôi nè. Quá trời luôn hầm rồi. Hồi sáng thì đỡ hơn. Buổi trưa quá trời hầm. Nhiều đinh cả nhà, mới xây xương cái là hết 2-4-5 cây nè, 6 cây nè, 7 cây nè, 8 cây nè, 9 cây nè, mới xương xương không 9 cây rồi. Đây mới vừa tháo xuống đây cả nhà, dịch lá tìm sâu coi được bao nhiêu cây. Cây 2-3-4 vòng chắc được 20 cây á. Nó xuất số đinh chưa? Cái này em thôi mà chọt cho bánh xe thôi, thứ gì chịu nổi. Chưa bằng bữa khóm, được khóm như 49 cây. Rồi xong, một loại tiếp tục thôi cả nhà. Tiếp tục hành quân nữa cả nhà. Ở đây là xóm 16. Nãy hình như ở trên là xóm 17 hay gì đó. Đi tới xóm 1 rồi. Còn khá lâu à. Con đường này có một bên có nhà thôi cả nhà.
bên đây thì ruộng đồng như núi đầu núi không à, phía trước có cây cua, nhìn mấy cua cong cong vậy đỡ ngán hơn. Hai con sư tử ở đây là diễn trường cả nhà, diễn trường Diễn Châu Nghệ An. Bầu trời u ám quá. Đâu từ 12 giờ tới giờ để kiếm một cái quán cà phê nào im im đang vô sạc điện thoại như sạc thêm cục sạc dự phòng. Trời mà không nắng kiểu này ở nhà nghỉ xem 6-7 ngày rồi đâu có điện đâu nạp cho đủ vô. Cục sạc 20.000 mà pin năng lượng nó không nạp vô được, cục sạc 20.000 cũng như không, vô dụng. Nói chi mua đến cái quỳnh bình ắc quy để vô để cho nó sạc dự trữ. 20.000 mà nó sạc còn không xong nữa mà lấy đâu mà sạc tới cái bình ắc quy. Đường thẳng băng cả nhà, trước sau vậy thẳng băng, lội nghe ngắn ngược, không có dây chai lụm nữa chứ, lội khơi khơi miết. Đang tiết kiệm pin cả nhà. Ở ngoài này làm như không ai uống cà phê, không thấy quán gì hết. Uống cà phê tại nhà không có gì á. Ở dưới miền Tây thì thôi, bước ra cà phê, bước vô cà phê, nhìn trái cà phê, nhìn phải cà phê, nước qua nước lại có thấy cả quán cà phê đầy hết. Dạ em đi hút đinh với lụm dây chai. Dạ bây giờ trời đang mưa luôn rồi, mưa 3 giờ đến giờ. Giờ mưa không đi được rồi, ngồi đây chờ luôn. Mịt mụ ngoài đó chưa? Còn mịt mũ cho cả nhà. 5 giờ rồi mới hết mưa, giờ đường chậm nhẹp mà giờ đi kiếm chỗ để nghỉ ngơi luôn chứ còn đi đâu nữa. Quá chua, vô mới gì vô sạc thôi chưa được 10 phút nữa có mưa luôn tới giờ luôn.
giật nhẹp luôn, bay hết nổi luôn, lạnh đó cả nhà. Ngồi nãy giờ giờ chui ra lạnh. Sạc dự phòng với pin máy thì xài đầy hết rồi, rồi ngồi chờ mà xài đầy luôn mà sạc đầy hết. Giờ công nhân đi về rất là nhiều luôn cả nhà. Ồ, quả giấy đẹp không? Hết sức luôn. Rồi đây tới tối ông đừng có mưa nữa, chứ không mưa là hải luôn không biết nấp đâu á. Ngồi mà chờ riết chị vô quán đóng cửa đi về luôn mà. Thấy mấy cái đó là thua. Quá trời công nhân tan sở đi làm gì. Ở đây là Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An cả nhà. Đâu quá trời chạy ra về hết sức đông. Giờ ở đây đang ở đoạn đường trống nữa cả nhà, xa xa mới có cái nhà, có cái công ty. Nó không biết đoạn đường nó dơ cả nhà ơi. Cái là dơ quá trời dơ đi. Đây có mấy cái đường ống bọng mà chui vô ống bọng là ngủ được mà. Đây quá trời có má luôn cả nhà. Xanh nó tốt một cái luôn. Mà lúa còn lại miếng đu đủ nữa. Để ăn hết đu đủ luôn. Để lâu quá nó hư.
mịt mù hết trơn cho cả nhà. Tới trung tâm rồi cả nhà ơi, hết cái chỗ nơi đồng trống rồi. Trời đang mưa bay bay nữa rồi cả nhà. Đó, xe chạy cuốn nước lên nữa. Hy vọng vô trong này có cái chỗ nghỉ sớm cả nhà. Giờ đường nó chèm nhẹp. Km nữa tới gác. Rồi, bước camera nữa. Hai lúa đang ở trung tâm cả nhà. Ở đây Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hai lúa đẩy sát lại không có đường đi nữa cả nhà. Nhẹp nữa trơn nữa. Đây có nhựa dây chai nữa nè, có đầu bán, quên có mấy ký sắt mà thôi để luôn đi. Dữ quá, quá trời sình bùng mấy giang, không né là ngồi dơ đồ hết. Một căn biệt thự màu trắng, quá trời hoành tráng luôn rồi. Nằm mơ cũng không có được căn nhà gì ở nữa. Còn một bộ bánh mì chắc chút lấy ăn luôn quá. Ăn có sức đi kiếm chỗ ngủ. Lúc 3 giờ hay lúc lấy ăn hết nổ rồi. Lúc vô sạc điện thoại, ngồi ngồi buồn biết làm gì, lấy ổ mì ra quất hết nổ rồi. Còn ngủ. Giờ gần 6 giờ rồi cả nhà. Ve chai cũng không có lụm. Đẩy lên dốc cầu giác cả nhà. Quỳnh Lưu,
Nghệ An. Bây giờ cái dốc này cũng cao quá nha. Đoạn hồi cho ra khỏi trung tâm luôn quá. Trong đây còn không có chỗ, ra ngoài kia trống được là không có nhà luôn. Camera đặt đầy chứ. Trời ơi. Đường nước không. Trong đây là chợ nè cả nhà. Chợ Giác. Cổng chợ làm rất là đẹp. Thị trấn Cầu Giác. Chùm nhẹp luôn cả nhà ơi. Thiệt tình không mưa. Đây có cây cầu vượt cả nhà. Làm cái bông đèn màu nó chạy đẹp quá. Sức xe nó chen chút mà chạy bên xe công. Bữa nay khổ nữa rồi. Giờ này sẽ chưa mở đèn đường ta. 6 giờ 25 phút rồi. Đèn đường sẽ chưa mở nữa. Mở đèn rồi cả nhà. 6 giờ gửi mới mở đèn. Như muốn ra khỏi trung tâm rồi cả nhà. Bên đây có đồng ruộng rồi nè. Bên trong đây là bến xe khách Quỳnh Lưu cả nhà. Kế bên là bệnh viện
hoàn thành. Trung tâm cả nhà. Trong đây thấy trống trống cái gì quá trời rộng lớn nè, không biết có cỡ được không. Phải kéo vô thử cả nhà. Giờ ra ngoài đó là trống lỏng không có nhà luôn. Nãy giờ có được thấy trong này trống trống nè. Không biết cái gì trong này mà để trống lỏng nữa. Có đặt camera là thua luôn. Không có cả nhà, không thấy, chưa thấy. Không biết có đặt khép kính không. Cái này chỗ đồ gian giống. Rồi có camera cả nhà ơi. Đại đi chừng nào có la hay gì đó thì tính sao. Chứ giờ trời mưa gió ngoài kia đồng trống rồi, hết chỗ rồi. Hai cái gắn hai bên. Cái này cái bên kia. Cục đen đen ở cả nhà. Hồi đại đi. Ướp chèm nhẹp. Ra đây gửi giò gửi tay cả nhà. Gửi mình. Nấu ngoài này có nấu ăn nấu ngoài này đi. Rồi chập rồi tính sao. Giờ rửa tay cái nè, cái tay rửa mặt cái chân cái đó. Cái đồ bằng giò hay lúa nó xình vậy nè. Đó, văng lên, dơ, thấy sợ luôn. Văng lên tới trên này nè. Cái quần thì hay lúa săn lên tới trên đầu gối trên này rồi. Vậy nó không có dơ cái quần. Quá trời. Đang mưa cả nhà. Càng ngày càng nặng hạt rồi. Hello, mọi người nấu cơm chín cả nhà. Hôm nay là trái đu đủ. Nấu canh. À, còn khúc này mà nó muốn chín luôn cả nhà. Nên nấu canh ăn. Đang ăn với cá mồi cả nhà. Còn có nhiêu không? Hết rồi. Đây còn hai khúc để chưa mai ăn. Lúa mà cả nhà cùng cơm nha, lúa nha. Lúa mà cả nhà cùng dùng cơm nha, lúa nha. Trời đang mưa cả nhà, đang gió bay bay cái hạt mưa nó bay vô đây nè. Không biết hồi vô bên trong có ngủ được không. Bên trong có camera. Hồi vô ngủ đại cả nhà chứ sao giờ. Tôi chạy cái bánh bao lên trên thềm đó cái rồi cái võng ra chùm lại ngủ. Không có chỗ dân vọng. Hên là có được cái chỗ này tránh mưa cả nhà. Còn thôi đẩy ra đằng kia là cái khúc trống rồi. Giờ không biết có nhà không. Ở đây hay trống mà trống luôn. Không có nhà cửa hết chứ. Ruộng động không à.
Trời mưa đi vất vả thiệt cả nha. Nắng làm sao cũng được chứ, thà nóng được vậy đó. Muốn nghỉ ngơi đâu cũng dễ nữa, chui lùm cây cái văng cái võng cái ngủ rồi xong. Còn trời mưa cái thôi rồi, không có làm được gì hết. Đi thì nó dơ giấy rồi nó đủ thứ trò hết. Rồi điện thì cũng không có xài nữa. Còn trời nắng rồi thôi, thà nó mệt mỏi thiếu vậy đó. Điện cũng có xài mà chỗ ngủ không muốn ngủ đâu ngủ à. Vô lùm cây lũ vô văng cái võng ngủ rồi xong. Cầm trái đó, mưa là bập đó. Hello, mới vừa sắp xếp đồ đạc lên xe gọn gàng hết cả nhà. Mới kéo xe vô, chưa có đậy nắp thùng rồi. Tại vì để Hello chỉnh sửa video xong rồi cái sạc điện thoại trong đầy mới bỏ vô thùng khóa lại cả nhà. Hello mới vừa trải bên bao đây, với lấy cái mền, cái võng với cái áo rồi cả nhà. Ở đây Hello thấy không có mũi, cho nên chưa biết sao đây. Vô đây nằm đại đi cả nhà. Camera thì nằm bên góc kia kìa. Kệ nó đi, tới đâu hay tới đó. Chứ giờ hai lúa cũng mệt quá trời mệt rồi. Nguyên ngày nay không có nằm nghỉ được miếng nào cho nó nha. Giờ mới bắt đầu chuẩn bị nằm nghỉ đây. 9 giờ 17 phút rồi. Thì hôm nay là ngày thứ 87. Hai lúa xin kết thúc hành trình đi bộ siêu việt từ Nam ra Bắc Hút Vinh lượm dây chai của mình. Cuối video thì hai lúa cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn, anh chị em, cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video của hai lúa. Chúc một ngày tốt đẹp thành công nhất nha. Hẹn cả nhà gặp lại video tiếp theo Hello nhé. Cả nhà chia sẻ video Hello để Hello tiếp tục cuộc hành trình của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Quá trời ồn luôn cả nhà. Trời mưa rắc miết. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nhé.